Karate càng được hồi với tên gọi khác như karate, karate đơn hay không thủ đạo là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Nhật Bản. Võ karate được biết đến là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay nổ. Hiện nay karate phát triển mạnh trên thế giới và cả ở Việt Nam với hai dòng truyền thống và thi đấu thể thao. Tại huyện Lệ Thủy, công ty tư nhân Hội Hoàng Thể Thao Việt Nam là đơn vị đi tiên phong trong việc đào tạo vận động viên thi đấu tại các giải karate khu vực và toàn quốc gia. Nhiều năm qua, các vận động viên đến từ các câu lạc bộ trực thuộc công ty tư nhân Hội Hoàng Thể Thao Việt Nam đã trở thành và giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu trong màn màu áo của đội tuyển karate Quảng Bình, như các vận động viên Mai